Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dương Khải nè mày. Dương Khải chúc anh em xem video này vui vẻ nè mày. Ở video này thì Khải soi tiếp cao thủ Tống Kim. Đó là một cao thủ đang nằm bệnh phía Cống với Khải, phía Tống với Khải, anh Phong Ca nha anh em. Anh Phong Ca thì nói chung là ngày hôm nay bị trận đấu ngày hôm nay thì Kim dồn ép ngơ quá. Nên là Tống thì chịu luôn em ơi. Nếu sơ qua trận Tống Kim anh em có thể xem lại trận Tống Kim livestream ngày hôm qua, ngày hôm nay chứ. Đó. Thì video này Khải sẽ up lại lên sau thôi. Đó anh em cùng xem set đồ của cao thủ Phong Ca nha em. Anh này gió đang nha mọi người. Đây, anh này đang top 2 server. Anh này gió đang nè. Anh có vẻ như tầm này mắt và lông tay kinh rồi nè. Gió đang mọi người. Anh gió đang phải gì đây? Ôi anh chuyển về con lông xét à. Anh chuyển về con lông xét rồi à. Chuyển về con lông xét rồi. Chắc là chuyển về con lông xét rồi nè. Đây nè. Như là cấp 101 con lông xét. Khả nghĩ con lông xét rồi. Tại vì nó cập nhật trên này rồi. Hôm qua hôm kia là anh gió đang. Xong rồi giờ anh đổi lại con lông xét rồi. Rồi ok anh em, cho anh em set đồ của anh Phong Ca này nha. Top 2 server nha anh em. Hiện tại đang sử dụng mình một cái nón 1940. 1940 thì nón này chắc cũng tầm 5 đến 6 kim. Cây vũ khí 1520. Cây vũ khí này chắc khoảng tầm 1 kim. Cái dây chuyền thì sinh lực 6 ơi. Anh không có dây chuyền đẹp luôn trời. Tính ra dây chuyền này thì mang cho được kích thôi, nhưng cũng không có hiệu ứng gì hết em ơi. Tới 1 từ dưới lên, đúng rồi, Khải tới 1 từ dưới lên. Anh này áo kim và phù hồi 40 và nội lực. Nếu mà con lông xét thì mang nội lực không yên thua rồi, có sinh lực đẹp hơn nè. Và bao tay 540, chỉ một dòng mà thôi, không có sinh lực luôn, quá ít. Một cái ngập bội khá là ok, 540 dòng 2. Tính ra thì ạc này được 80 làm chậm rồi. Và 60 chón. Một cái ngập bội, quên, một giới chỉ thổ kháng băng và đại lưng kháng băng chống động. Đại lưng này khá đẹp, đại lưng này chắc cũng tầm 5 đến 5 kim. Nhẫn không lo 30, nhẫn này quá đẹp nè, nhẫn này mắc pin rồi nè. Nhẫn này tầm quay đầu chắc khoảng 1 triệu rưỡi đến 2 triệu rồi nè. Rồi đôi giày thì lá cho mình hiệu ứng khăn lôi. Nói chung là tính ra set đồ của anh này thì Khải chỉ đánh giá được cái nhẫn này thôi nè em ơi. Được cái nhẫn khăn lôi 30 mắc pin thôi. Chứ còn lại thì giữ lại cái nón mắc pin của họ Ôn Cửu Thủy 19 họ và 40 chón. Đó chỉ được đánh giá được hai món này. Và cái ngập bội, đó ngập bội này thì Khải nghĩ chắc cũng tầm 10 kim. 10 kim là quay đầu. Cái nhẫn này đắt nhất này, xong đến ngập bội này, đến cái mũ. Còn lại những món đồ còn lại Khải thấy khá là bình thường thôi nè. Nhờ bao tay này Khải nghĩ cũng vài 1 kim hơn thôi. Giá chiền này vài trăm xu. Rồi cái này cũng tầm 1 kim quay đầu thôi. Áo này cũng vậy. Nói chung là đai lưng này cũng không được cao cho lắm, tại vì đai lưng thổ nè. Nói chung đa số set đồ của ảnh thì cũng khá hiệu ứng khá là đẹp, 80 chậm và 60 chón, nhưng mà ngược lại thì những món đồ ảnh nhiều món sinh lực khá là thấp nè, sinh lực không được cao cho lắm đó. Rồi anh em xem video đừng quên ủng hộ cho anh Phong Ca này một like, chia sẻ ủng hộ cho anh em. Chúc anh em xem live vui vẻ nha.